Hello người anh em nhá. Hello mọi người. Bây giờ đang là 0 giờ đêm của ngày 30. Đây là cái công đoạn cuối cùng mà mọi người lại được xem đầu tiên. Tôi chỉ muốn bảo mọi người là mọi người xem clip ấy thì mọi người đeo hộ tôi tai nghe vào cái để mọi người có trải nghiệm sướng và cứng nhất có thể. Đấy. Đấy. Hôm nay là 30 rồi, ngày mai là mùng 1 rồi, mọi người đi ăn Tết đấy. Chúc mừng năm mới nhá. Xem clip đi. Góc này trông mình đen đấy nhỉ. Xem clip đi nhá. Không lằng nhằng nữa. Xem clip luôn. Đây là cả lò đây nha. Đây là bạn. Đây là bạn Trung. Biết kiểu không? À đâu, biết kiểu không đây. Nó cũng lỗi. Cũng lỗi. Kia là phim thật thất nha. I've got my shit together. I've got my sunny weather. Inside my brain, when it is raining out the window, I'm open like a flower. I can go on for hours. I think it's better. Cái thân nhìn như con chăm dê. Mày quay tao luôn mà chó. Quay đuổi. Yêu quái. Nàng mang đơn đau cho anh vì nàng là yêu quái. Nàng moi trái tim anh ra mời bạn về chiêu đãi. Nàng không muốn nói cho anh vì sao. Vì sao bé ơi, bò bíp steak với vàng xịn mà lại không có em, chẳng hề có em. Lại có đây này, lại có đây này. Sao các bạn mình đâu rồi này? Đúng không? Sao không sao vậy? Đúng rồi. 1, 2, 3, chạy đi. Hello mẹ ạ, xin lời hứa với mẹ, con mang gấu cho gia đình mình đấy. Với chuyện của con mẹ, con làm gì đã có người yêu. Con về với mẹ yêu bây giờ đấy, con với mẹ yêu. Thank you.
Mọi người ơi, mình đang cầm máy. Mọi người ơi, mình đang cầm máy của anh Minh. Mình là fan girl của anh Minh á mọi người. Hôm nay mình sẽ đưa máy cho người nói lắm nhất. Mình sẽ đưa máy cho người nói lắm nhất. Ngoại hồn. Trên trời cao thấp thoáng có bóng hình ai, nụ cười tự như nắng dịu dàng và xinh xắn, thức thao duyên dáng tình khôi chính là em. Tôi mong kia được đào bật tươi như ban mai, tóc nhẹ cũng trên vai, hương thơm em dịu nồng nàn như bông hoa, bướm bay ong bay lượt qua anh, yêu kiều và thật mỹ miều, vui tươi hồn nhiên nói thật đáng yêu, giọng điệu con nhỏ và đầy hay ấm, hơi ai cô gái trong mơ ôi nàng thương. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh. What the fuck? Cái mâm rổ giá nào đúng rồi. Đấy, anh kia gì kìa? Đấy, đúng rồi. Tí. Làm cái đoạn này tự nhiên đi idea quá. Làm sao nhỉ? Còn nhiều tài liệu quá. Mà mới làm được có gần 6 phút. Mà ảnh là có từ ngày 26/12 năm 2023, mà cái ngày gần nhất là ngày gần nhất tôi đang lưu ở đây là ngày bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu ngày 23 rất là gần một tháng rồi đấy, gần một tháng mấy trong 6 phút. Mình bí idea quá, chèn một đống nhạc remix cả nhạc gốc cũng rồi. Không biết làm gì để nó thú vị bây giờ. Chắc là tôi sẽ định ngày mai ra đi tiếp. Giờ cũng muộn rồi, thức đêm không tốt cho sức khỏe. Ok. Hello người anh em, xin lỗi vì đã làm phiền người anh em, nhưng mà tôi muốn thông báo như người anh em này, từ cái đoạn này ấy, người anh em bật hộ tôi cái phụ đề ở dưới, đối với ông nào đang xem điện thoại ở trên với thằng nào đang xem ở dưới thằng nào đang xem máy tính ở trên với cái thằng nào đang xem điện thoại ấy. Ở TV thì mày bấm vào cái nút giữa rồi mày nháy và vài chỗ hộ tao rằng cái phụ đề phát đấy, người anh em hiểu ý tôi chưa? Ở cái đoạn này từ lúc này là tôi lười làm sắp title quá nhá.
là bây giờ phụ đề nó sẽ có từ đây. Đã có phụ đề. Đấy. Chúc người anh em xem video vui vẻ. Đấy. Cảnh người thần kinh đang rửa cốc. Đây là trại tâm thần. Ê, cái bình đấy không phải của nó, bình đấy nó lấy trong nhà với xe. Đây là trại tâm thần và một người bị tâm thần lâu năm đang rửa cốc. Ok ok. Cái thực hiện trường rách 97 xe mít nhé. Rách 97 xe mít. Xong rồi. Thế thì gặp ở đây không? Chẳng nhận ra đây. Chiều lấy. Đã cho bạn. Thế bây giờ về phải lấy không đi em về nhà nội rồi. Thằng sư sinh đi. Bây giờ phải về lấy ở chụp ảnh. Mình ra nó về. Thằng Dũng đi xe đi. Thôi mà đi rồi. Vét nhé. Dũng mày một cái. Thôi em đi em mượn áo của anh được. Và lấy em mượn áo của anh. Dũng quay phần áo khoác. Xin hỏi nha em đó. Mình mượn anh nhận lên. Mình mượn anh nhận lên. Chào các bạn, đây là ngày hôm nay là ngày 23, 25 mà tôi diễn. Rồi đây là bầu tôi đã nhá. Đây là phân cam vừa đu lo lì. Cameraman. Rồi cameraman. Rồi chúng tôi sẽ về nhà Long và nhà Long. Khi nào diễn xong nhé, sẽ cắt xe tao nhá. À chết chết. Hello. Lại là tôi. Từ 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 từ. Để tôi quay ngang cái màn hình rồi đã. Đấy. Lâu không lên hình thì lại là tôi đây, tôi đã bí idea rồi. Đây là cái ngày hôm sau edit của cái cảnh mà mọi người vừa xem một phút thứ 6 vừa nãy, là cái cảnh tôi cũng bí idea xong rồi tôi ngồi tôi cho vào video ấy. Cảnh đâu ấy nhỉ? Đây. Đây. Thì sau một ngày chủ nhật vắt óc suy nghĩ thì tôi từ phút thứ 6 đã edit đến phút thứ gần phút 11
Tức là ngày nay tôi ở nhà tôi edit được 5 phút nữa. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Thế là tôi nghĩ là tôi quay cái đoạn này chỉ nói là tôi đang rất là bị gay và tôi vẫn không biết làm gì để cho cái video này nó thú vị, để nó không nhằm nhằm với người xem, mà vẫn tạo một cái kỷ niệm gì đấy. Tôi đang quay cái đoạn này này, cái đoạn video này này, cái đoạn video này nhét cái cảnh này này là tôi vẫn chưa diễn chính thức đâu, bởi vì lịch diễn cũ là 25 tháng 1 là tôi diễn, mà hôm nay là bao nhiêu rồi, hôm nay là ngày 28 rồi mà tôi vẫn ngồi đây, tức là tôi chưa diễn bởi vì nhà trường lùi lịch do thời tiết miền Bắc lạnh vậy, với cả chứng minh cái thời tiết nhiệt độ nên là tôi có mất mấy ngày 28 tháng 1 hình như hôm nay trước sơ ti ra bài về nhà ăn Tết hôm 2 đúng không. Thôi tôi đi xem MV đây, hẹn gặp lại mọi người ở một cái cảnh khác nếu tôi bị idea tiếp. Rồi tôi đi xem MV và nó rất sợ. Sao như nhạc đám ma ấy. Mày thấy tấu hề đi phải đăng TikTok. Đây. Em muốn em đi câu ra đi. Ra ta hỏi thầy cái từ gì để ghi ra giấy để cho nó thuộc thuộc ấy, nó nói hộ ấy. Có thể nó nói hộ người khác anh ạ. Chết từ phía này chứ. Chết từ phía này chứ. Rồi đứng đi đứng sang đồng ý. Đấy. Ok, thu nhá. 2, 3, bắt đầu. Bà, đến nơi rồi bà. Ui, đến nơi rồi hả cháu? Ui, để bà xem nào. Ui, đường phố nhộn nhịp đông vui thế. Ở đằng xa xa kia người ta bán gì ấy nhỉ? À, bán hoa đào, hoa mai. Ui, có quả quất nữa. Tên mai mai đầy đủ lắm đây. Ôi trời ơi, bà Sáu đây à? Ha? Bà Sáu phải không? Bà Bảy đúng không? Ui trời ơi, ui trời ơi. Ui trời ơi, Tết tư đến nơi rồi, nhà bà sắm sửa được cái gì chưa? Ôi trời ơi, 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 ôi trời ơi,
Ui, nhà tôi cũng chả khác gì nhà bà đâu. Tôi cũng chạy đôn chạy đáo mãi cũng chẳng mua được đủ đồ. À, giới thiệu với bà, tôi có thằng cháu nó vừa đi bê về. Chào bà đi con. Chào bà. Ấy chơi chà, tin tôn bà đấy hả? Mới đi bê về con ạ. Mạnh gì? Này, mình có người yêu chưa? Cháu chưa ạ? Để bà mai mối cho. Ui, này, bà ra đây, thằng cháu tôi, nó đang nghĩ thì giỏi chứ khoản ấy ấy, nó kém chắc bà. Bà. Trời ơi, bây giờ lại đi chơi rồi. Ui, thế tôi nhờ bà cả nhá. Cứ yên tâm bà. Này, kiểm tra như này, để bà mai mối cho. Chuyện nhỏ ấy mà. Này, thế nhanh lên bà ơi, còn đi xếp tiền phiếu nữa. Ô thế à, thế bà đi đi nhá, bà cháu tôm đi đây. Để nó đi trước nhá. Ừ. Ok, hơi bị nhanh. Mình người mình là bà Sáu. Còn đây là bà Bảy. Tôi đang cầm máy vũ. Máy của rapper nha mọi người. Bà Bảy xin chào mọi người nha. Bà Sáu xin chào mọi người nha. Xin chào cả bà Tổ chúng mày nha. Bà chào cả Lo nha chúng mày nha. Đi thôi. Hello nha. Đây là cô đảm nhiệm của mình nha. Đúng rồi. Đây là thầy Lâm nè. Thầy Lâm nè. Các bạn trong đó. Đây chương trình trường em đang làm chuyên đề. Thôi đi. Đây là cô Hoàng. Cô chào đi cô Hoàng. Rồi, đi ra cô Hoàng. Em gặp con trai đây nha. Phổng là mình là trước mặt nhập, mình là quái phú thầy. Ào, tao như lừa vai. Anh sáng sớm là trái kem, thầy bảo có tiền. Có định nhóm mình là một tổ tham ngon cả. Đây lại là nhớ nhóm mình là năm con chó. Đúng rồi, thật sự, thật xin lỗi. Cái tuột mẹo còn nó ra kìa. Thực sự tao rất xin lỗi mày. Tại vì tao cũng xin thì là mẹo xin. Quay MV đi anh. Đó là người hát. Ô, đây là hai con đuổi nhau rồi. Mẹ con lớn anh đi. Con lớn anh đi rồi. Đây là hai con mặt lợn đấy nhá. Một con đã giành được gấu bông. Yes. Hai con mặt lợn đang đánh nhau. Hai con mặt lợn nhá. Anh nhìn. Đây là. Anh nhìn mặt lợn. Mẹ. Mọi người ngay đi, giả chút cho con tôi. Mày là con chó này. Mẹ, chúng mày có quay phim con đó. Tố thật. Eo cô. Mẹ ơi, em yêu anh Hân ơi. Bật mẹ nhạc.
Ăn một hai ba ăn. Cái nghe tiếp xong. Mẹ mày ngu vậy. Cái này là bế lên. Bế lên. Chú thì được, chú thì được không biết trồng cây và những đàn chị chê cười. Mi măng kinh. Đây. Chụp thẳng thế này. Chụp chân, họ chụp vào tao. Chụp vào máy, em đang chụp tao bây giờ. Trông như con gặp hơn. Đây em nữa. Từ 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 ta. Để đi ra ngoài mũi. Mẹ ăn thằng thì chụp thằng thì cứ điệu được không? Rồi. Rồi. Ba. Tiếp đi. Này con kia, để xe đây. Không chụp rồi. Rồi. Nó nhìn mọi người như ơi. Kế hoạch đi lớp đi. Kế hoạch chạy trốn của chúng ta. Mình đi lớp đi. Mình đi lớp đi, trời ơi mọi người ơi, cứu tôi. Cứu chúng tôi với, đừng để chúng tôi rơi sao đã. Chúng tôi đã, thì chúng tôi đã phải chạy trốn vào cái khu sau cùng của cái trường này. Thôi đi lên lớp đi. Hello. Thời điểm mà mọi người đang xem được cái cảnh này là đã là 29 Tết rồi. Tức là đã diễn ra được từ lâu lắm rồi. Và bây giờ tôi mới ngồi tôi file một clip. Tôi nghĩ clip này tôi không thực sự làm tốt. Nhưng mà tôi muốn lưu lại cái kỷ niệm với mấy cái đứa này. Bởi vì cắt cái nhạc này. Bởi vì diễn kịch với bọn này rất là vui, rất là có nhiều kỷ niệm. Bọn này rất là hề, rất là vui tính. Nên là tôi làm clip này cũng để là tôi quay cái cảnh này cũng chỉ là để nói là cảm ơn mấy đứa rất là nhiều. Cảm ơn mấy đứa cho anh rất là nhiều kỷ niệm. Mình nói cho anh rất là nhiều kỷ niệm. Chắc là cái clip này sẽ được tôi hoàn thành nốt trong tối nay để ngày mai là 30 là anh em có clip để xem, chứ tôi không đăng clip của một đâu. Thế nhá. Chúc mừng năm mới anh em. Chúc mừng anh em. Sau cái clip này là tôi sẽ upload một bài nhạc, xong rồi tôi đi học, xong rồi tôi đi học để thi cử vào cấp 3 cho xong rồi đã, rồi thi xong rồi anh em mình tính tiếp đấy. Tạm biệt anh em nhá, tôi đã đặt lịch sẵn rồi, anh em nghe sẵn, anh em pre-ship link sẵn như trước rồi nhá. Đấy. Tôi đặt lịch sẵn ở trên nhà phát hành rồi, bên đấy cũng đồng ý rồi, chỉ chờ đến ngày xong rồi anh em mở lên anh em nghe rồi. Rồi anh em. 내가 안쓰러워 보여 다가오는 거라면 내 마음 아플까 걱정 말고 그냥 지나가면 돼요. Người ta cứ nói chị em mình chơi với nhau chỉ vì tiền, nhưng mà người ta đâu có biết rằng mình em đéo thì có tiền.